Chào mừng các bạn đến với lớp học tiếng Hoa của câu lạc bộ tiên cá. Để có thể cứu thiên nhiên và động vật tốt hơn, chúng ta cần phải học tiếng Hoa nha các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là cô giáo của Tiun. Chào cô tên gì ạ? Tên Sang. Dạ, tiếng Hoa của cô gọi là gì ạ? Sang. Dạ, cô đã biết em chưa? Em là Tiun. Và đây là học trò người cá của em, tên là Tai. Đây là em của em, tên là Simi. Tụi em rất vui được làm quen với cô. Cảm ơn cô đã đến với lớp học của em. Rồi, chúng ta cùng học nhé. Nó cũng giống giống lớ lớ giống như tiếng Việt hả? Chị thấy có một cái là em không biết anh thích nói không, tại vì á thông thường á cái lưỡi á là giống như là tiếng Việt như vậy á, cho nên là cái lưỡi nó không có hoạt động nhiều, đừng có cuộn cuộn lại với như là này, mà cuộn kiểu này nè, nó chỉ là thơ thôi chứ không phải là nó không có làm cái lưỡi cho nó cái động thôi. Hơ bơ phơ phơ mơ phơ tơ hơ nơ lơ cơ khơ hơ. Rồi cái này hả? Chi 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 chi. Cái này có một hơi bật lên ha. Chi 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 chư 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 chi si chu 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 giống như là ăn trưa. Giống như là ăn trưa hả? Trưa. Vậy là cái chữ này đọc là trưa. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trưa. Đúng rồi. Còn cái chữ này đọc là trưa. Đúng rồi. Trưa. 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 Rồi rưa. Ừ. Đọc đại cũng đúng đấy. Cảm ơn cô giáo nha. Rồi. Trưa. Trưa. Rồi trưa. Rồi rưa. Rồi dưa. Cái nào đâu là sao? Cái bé hồng phải chi. 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 Cũng là chưa mà nó không công lưỡi. Ừ.
Rồi cái âm này cô chỉ chưa cô? Âm này không có, không có đọc được tiếng. Không đọc được luôn hả cô? Không có, thành tiếng nó sẽ là ở dưới này, nó sẽ là dưới này. Dạ. Hai cái âm này là không đọc thành tiếng luôn. Chi thanh mẫu vận mẫu vận mẫu giống như là nguyên âm vậy hả? Đấy. Vì để thú quý hiếm không bị bắt bán sang Trung Quốc nữa, mình phải học tiếng Trung Quốc. A O E I U U A O E I U U U. Cái này có giống 24 bảng chữ cái không cô? Không, nó chỉ có như đây nguyên âm thôi, xong rồi nó chỉ như đây còn nữa. Dạ. Nguyên âm thì cái này thang mẫu giống như là phụ âm đúng không con, còn cái này là nguyên âm. Vậy là chắc cũng nhớ nhớ được chút đỉnh rồi đó. Duy chữ này là chữ duy mới đúng đó. Đọc cái gì dạ. Rồi bây giờ mình sẽ có cái này ha. Mình sẽ ghép cái từ này. Cái phụ âm có lại cái vần ghép lại. Cái này đọc là gì? Mơ. A. Mình sẽ ghép lại là bơ a pa. Để này là đọc ba. Ba. Bơ a pa. Bơ a pa. Cũng giống tiếng Việt quá ha. Đúng rồi. Bơ a pa mình chỉ đọc được chữ này là chữ bơ. Chữ này là chữ a. Mình ghép lại bơ a pa. Bơ a pa. Rồi chữ này âm này đọc sao? Hơ. Đúng rồi. Hơ. Pa a pa pa. Rồi tiếp theo. M a ma ma. F a pha pha. T a ta ta. P a tha tha. N a na na. L a la la. G a g a ka g a ka ka. Cái này là cờ, còn cái này là chữ khờ. Khờ, a, k, k. Khờ, a, h, h. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, chữ này. O. B, o, bo, bo. P, o, po, po. M, o, mo, mo. P, o, fo, fo. I. I. Ờ. Trời ơi, mi nói sai là tôi nói sai theo luôn à. À cái chữ này nó chỉ ráp được với chữ E thôi hả con, không chứ ráp được chữ O với chữ A. Cái này hả? Cái chữ E này không đi được với chữ P với P. Dạ. Dạ rồi. T ơ t t n ơ n thơ. Thơ ơ thơ thơ. N ơ n n. L ơ l l. K ơ k k. H ơ h h. Rồi nó sẽ còn 4 cái dấu nữa. 1, 2, 3, 4. Là nó sẽ ra một chữ, ví dụ ha. Chữ này là chữ, để mình nói rồi rồi. M, A, M, M. Ma, đúng rồi, nó là cái dấu. Chữ này đọc là ma, ma, ma. Thì sau này khi mà mình tìm chữ, mình sẽ thấy được cái chữ này, phiên âm của nó là như vậy. Mình sẽ biết được chữ này đọc là ma. Ma. Dạ rồi. Rồi, như vậy thôi. Mình chỉ còn học cái này là mình biết rồi. Bây giờ mình học được chữ này rồi. Dạ. Còn cái này nữa mình biết rồi. Là nó ra cái này rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ học tiếp cái này nha. Dạ. Cái này đọc là ai. Ai. Ao. Ao. An. 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 U. 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 An. 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 An.
Rồi cái này y y ân 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 em tự đọc chút nào. Ai ao an an u ung y ân ân nai lai lai chỉ cái viết vô đọc hai hai cái này làm hờ ai hai luôn ha. Cái này là khai khai, khai. Còn cái dưới là khai hai cho tiêu nữa bao hầu mau tàu 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 thao nào lao cào khao hào ban ban là bên ban ban phan man phan tan 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 nan lan can khan an dạ cái này năm âm an bang phang mang phang tan thang nang lang can khang hang này là âm y ân anh này âm ân ơ n ân vân hèn thân mân phân tân nân cân khân hân bay 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 phân thân mân phân tân cân khân hân ung 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 chỉ có ông tới tung thung nung lung cung khung hung u pu mu phu tu tu thu nu lu cu khu hu. Dạ em cảm ơn cô. Rồi bây giờ mình sẽ làm bốn cái dòng nữa. Cơ bản nhất là cái từ a. Bị đau á. Tương tự cái này ha, mình sẽ chép đánh bằng cái này trước là mo a ma đúng không? Thứ nhất đọc là ma. Ma. Mã. 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 Mà. 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 Cô xin sâu sắc, sâu sắc mà đọc là giống ngã hả cô? Cái này mo mà. Mã. Sâu sắc này mình đọc là giống ngã. Giống ngã đúng không? Dạ. Cái này thứ hai là không biết như vậy. Dạ. Mã. Mà hả? Cái này giống quyền hả cô? Ừ. Mà.
má má dấu huyền á trong tiếng Việt, còn này là dấu sắc trong tiếng Hoa. Dấu sắc trong tiếng Hoa là dấu huyền trong tiếng Việt. Rồi biết rồi. À, ta tả tà tá tá ba kéo dài chữ ra ok ba bả 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 bỏ 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 nhì 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 hào hảo hào hào quơ à, chữ này chưa cô chưa dạy mà tha 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 mình 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 mất hình 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 thai ủa âm cờ nãy giờ chưa học mà ta bây giờ âm cờ mình quên đúng rồi thai đọc thành âm gì cô cái này là chư 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 s chư tờ s đọc là chư phiên âm chư chữ chữ ai chữ ai chữ 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 chai 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 nè chai 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 dạ dạ rồi dạ dạ rồi dạ nhĩ hào nè dấu này dấu quyền nhĩ nhĩ hào rồi cái này là nhĩ hàm ba đúng không nhĩ nhĩ hàm ba nhĩ hào 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 nhưng mà mình hay nghe là nhĩ hào đúng không yeah. Khi mà mình đọc là nhĩ hào hai cái thanh nó nghe nó cứ nghe cái giọng nó không hay cho nên là nếu như mà hai cái này đều là hàm ba thì cái chữ phía trước nó sẽ biến thành thanh hai đọc là ni 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 hào nó lên nó xuống như nó sẽ hay hơn là ni hào nó ni ni hào ni hào ni hào ni hào nó lên thành một rồi thôi được rồi thanh hai ni là thanh hai ni chữ này rồi cái thứ nhất tạm thời là nói trước thôi đây là đọc là wo cái là thanh ba đúng không wo 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 không biết là lớn tuổi hay là nhỏ tuổi hay là trai hay là gái cũng là mùa hết rồi còn cái người mà mình nói chuyện thì là nì nì tha tha woman 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 nì man nì man tha man tha man hào ma hình hình cái này là gì
Yeah. No. Cái này là dấu hình thứ tư. Dạ, hình thứ tư. Cái này là hình thứ tư. Dạ, ai mà